Kính chào quý vị, sau đây là những tin nóng mà chúng tôi vừa mới cập nhật trong vài giờ qua. Quý vị đừng quên like và chia sẻ video để nhiều khán giả cùng theo dõi quý vị nhé. Và bây giờ xin mời quý vị cùng theo dõi. Thưa quý vị, vào lúc 5 giờ sáng ngày thứ Năm tuần vừa qua, mưa lớn bắt đầu đổ xuống Bắc Kinh, trong đó Mật Vân và Hoài Nhu đã xảy ra mưa lớn và lũ quét. Bắc Kinh đã đưa ra cảnh báo lũ lụt màu vàng cho sông Bạch Hà. Vào sáng sớm ngày thứ Năm, mưa lớn đã gây ra thiệt hại cho một số cơ sở điện 110 kV ở một số khu vực Mật Vân và Hoài Nhu ở Bắc Kinh. Tính đến 11 giờ, khoảng 3.000 hộ đã được cấp điện trở lại, còn 1.100 hộ chưa được cấp điện trở lại. Theo Cục Quản lý Đường bộ của Ủy ban Giao thông Vận tải thành phố Bắc Kinh, mưa lớn đã gây ra 9 vụ lở đất trên các con đường ở Mật Vân và Hoài Nhu, Phương Sơn và những nơi khác. Theo Bắc Kinh.com, tốc độ dòng chảy của lũ Bạch Hà tại trạm thủy văn Trường Gia Phần ở Mật Vân là 1.300 m3 mỗi giây. Hồ chứa Đại Thủy Ngư ở quận Hoài Nhu đã tràn vào hồ chứa, vượt quá giới hạn lũ 1,7 m. Sáng sớm ngày thứ Năm, phía Tây Bắc huyện Mật Vân xảy ra mưa lớn, một số con sông bị ngập lụt. Tính đến 6 giờ sáng ngày thứ Năm, lượng mưa lớn nhất ở Bắc Kinh là ở Trương Gia Phần, Mật Vân đạt 403,4 mm. Ngoài ra còn có 5 trạm vượt quá 300 mm với diện tích 350 km2 và 15 trạm vượt quá 200 mm có diện tích 1.000 km2. Tính đến thời điểm hiện tại, một số vụ sạt lở núi đã xảy ra tại km29+000 đường Lưu Tân, quận Mật Vân với khối lượng sạt lở khoảng 76.000 m3. Ngoài ra, sạt lở đất còn xảy ra trên đường Tĩnh Gia và Yên Lưu, 35 danh lam thắng cảnh đã bị đóng cửa. Tại quận Mật Vân, làng Hoàng Thổ Ban và làng Bành Huệ An, mỗi nơi có một ngôi nhà bị sập và 1.700 cư dân phải sơ tán. Cũng do mưa lớn, nước sông dâng cao, lũ quét xảy ra ở phố Song Văn, thị trấn Lưu Lâm Miêu, một phụ nữ ở Nội Mông ôm cây to chờ cứu hộ. Ngoài ra, đường Lục Lãng, thị trấn Lưu Lâm Miêu, quận Hoài Nhu hiện đang được sửa chữa khẩn cấp vì mất điện do cột điện bị sập. Tờ Bắc Kinh Thời sự buổi tối đưa tin, hiện tại nhiều ngã tư đoạn đường ở khu vực Hồi Long Quan thuộc trường Bình Nước đã ngập rất sâu, trong đó có gầm cầu đường sắt đô thị trên đường Ngọc Trì Đông khiến giao thông bị gián đoạn do bị ngập nước đã ảnh hưởng nghiêm trọng đến giao thông. Dưới cầu Hồi Long Quan của đường cao tốc Bắc Kinh Tây Tạng, do ngập nước nên hai làn đường đi ra đi vào Bắc Kinh đã bị đóng cửa. Ngoài việc giao thông bị ảnh hưởng, công viên Đồi Thơm cũng bị đóng cửa. Vườn Bách Thảo Bắc Kinh nhận được lượng mưa lớn và độ ẩm của đất trong khu thắng cảnh thung lũng Anh Đào trong công viên đất có xu hướng bão hòa, có nguy cơ sạt lở đất, vì vậy công viên cũng đã đóng cửa. Nhiều cư dân mạng đã đăng tải video về hình ảnh về lũ lụt tại địa phương. Một nickname có tên chú heo con Dương Dương Tiểu Trúc cho biết, có vẻ như đây là lần đầu tiên tôi nhìn thấy cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh. Mưa vào ban đêm thực sự khủng khiếp. Sau khi bị đánh thức, tôi đã đeo nút bịt tai và hầu như không ngủ được. Nickname Wendy Xiaolai nói rằng mưa lớn ở Bắc Kinh và cảnh báo lũ lụt ở Bắc Kinh đều đang được tìm kiếm nhiều nhất và tôi sợ khi đi học lại hôm nay. Một nickname khác có tên là Ji Tian An nói rằng buổi sáng khi anh ấy ra ngoài trời không có mưa, trên đường hầu như không có nước, sau khoảng 1 giờ, nước đã ngập rất nhanh, ô tô ở tầng dưới đã nổi lênh bềnh như đang bơi. Còn Kion Dai Linji nói rằng nhiều con đường đã trở thành sông. Lần này, mưa lớn đổ xuống nhiều nơi ở Bắc Kinh gây nên những trận lở núi, tương tự trận lụt kinh hoàng xảy ra năm 2012. Vào ngày 21 tháng 7 năm 2012, Bắc Kinh hứng chịu trận mưa xối xả liên tục kéo dài 20 giờ. Mưa lớn trút xuống và thành phố bị ngập úng nghiêm trọng. Nhiều tài xế chết ngạt trong xe khi chưa kịp thoát ra ngoài. Xe khách bị lũ cuốn trôi, nhiều người đi đường cũng bị chôn vùi trong biển nước lũ vì không thoát được dòng lũ dữ. Thưa quý vị, gần đây, mưa lớn đổ xuống tỉnh Tứ Xuyên gây ra lũ lụt, nước lũ dâng cao, nhà cửa bị ngập và cầu bị sập. Trong số đó, thành phố Đại Châu bị ảnh hưởng nặng nề. Hiện tại, thị trấn Quan Tử, nước lũ đã rút dần. Nhưng khi người dân trở về nhà thì phát hiện đồ đạc đã bị cuốn trôi, lương thực và nước uống không có, dòng nước chảy xiết tràn ngập cả thị trấn. Phóng viên Đại Kỳ Nguyên đã biết được từ Sa Nghĩa, một cư dân ở thị trấn Quan Tử, quận Đại Xuyên, thành phố Đại Châu, tỉnh Tứ Xuyên rằng một trận lũ quét bất ngờ bùng phát vào lúc 2 hoặc 3 giờ sáng ngày thứ Ba. Người dân cho biết họ không được thông báo trước. Tôi không ngờ lũ lớn như vậy, có người phát hiện ra trước và thông báo cho nhau, dân làng giúp nhau thoát thân, Gia Nghĩa nói. Con phố nơi nhà Gia Nghĩa nằm ở rìa một con sông, do nước lũ chảy xiết toàn bộ thị trấn đã bị ngập lụt và tất cả các cây cầu đều bị cuốn trôi.
điện đã bị cắt 2 ngày trước và nó mới được khôi phục vào ngày hôm nay. Mưa lớn liên tục đã ảnh hưởng đến hoạt động của một số đoạn dọc tuyến đường sắt Tương Vũ, đường sắt Đại Loan và đường sắt Đại Thành. Tin tức phát hành Đại Châu cho biết do sạt lở của một ngọn núi dọc theo tuyến đường sắt ở khu vực Đại Châu, một số tuyến đường ở Đại Châu đã tạm thời bị đình chỉ. Giang Nghĩa nói rằng những người lao động nhập cư sẽ không thể trở về quê hương của họ để được nhận hỗ trợ. Người dân cho biết họ bị thiệt hại rất nghiêm trọng và cuộc sống trong những ngày tới sẽ cực kỳ khó khăn. Tầng 1 của tòa nhà với cơ bản bị ngập nước và tất cả đồ đạc trong nhà đều bị lũ cuốn trôi. Hiện nay dù nước lũ đã rút dần nhưng việc ăn uống của người dân trong thôn đang gặp khó khăn. Giang Nghĩa cho biết dân làng hiện đang gặp rất nhiều khó khăn và họ chỉ có thể thỏa mãn cơn đói bằng mì tôm và nước khoáng. Chính phủ chỉ cung cấp mì gói và nước sinh hoạt khác đều không có nên rất bất tiện. Theo báo chí đưa tin, tỉnh Tứ Xuyên đã có mưa lớn cục bộ gây lũ lớn trên khúc sông Giang, ảnh hưởng trực tiếp đến 16 con sông, bao gồm cả dòng chính của khúc sông Giang và các phụ lưu của nó là sông Đồng Giang và sông Liễu Giang. Tại 20 trạm đo đã xảy ra lũ vượt mức cảnh báo. Vào ngày thứ 6, do lượng mưa lớn ở thượng nguồn sông Khúc Giang, lũ lụt đã xảy ra ở các dòng chính của sông Khúc Giang và sông Bạch Hà. Hôm Chủ nhật, một số tàu từ khu vực Đại Châu và Bá Trung của tỉnh Tứ Xuyên trên thượng nguồn sông Khúc Giang đã mất kiểm soát và tiến vào quận Quảng An, thành phố Quảng An. Sau đó làm sập cầu Khu Dê trên sông Khúc Giang, tàu bị mắc kẹt tại trạm thủy điện Lạc Đô Phúc Lưu Đàm ở huyện Nguyệt Trì. Ngoài thành phố Đại Châu, thành phố Ba Trung cũng bị ảnh hưởng nặng nề. 80% diện tích phố cổ Bạch Y ở huyện Bình Xương bị ngập lụt, ngập đến tầng 2 những tòa nhà và 8.000 người buộc phải sơ tán. Hôm thứ Bảy, tin tức chính thức từ tỉnh Tứ Xuyên cho biết đợt mưa lớn hiện nay ở tỉnh Tứ Xuyên đã kết thúc, tình trạng khẩn cấp ứng phó với lũ lụt được điều chỉnh lên cấp 4. Tính đến 12 giờ ngày thứ Bảy, lượng mưa lớn đã khiến tổng cộng 833.000 người ở 34 quận thuộc 8 thành phố Đại Châu, Bá Trung, Miên Dương, Đức Dương, Nam Sung, Quảng Nguyên, A Bá và Cam Tử bị ảnh hưởng. Trong số đó, 230.000 ha cây trồng ở Bá Trung bị ảnh hưởng, 7.000 ha bị mất hoàn toàn và thiệt hại kinh tế trực tiếp là 2,88 tỷ nhân dân tệ. Kính thưa quý vị, vào chiều hôm qua thứ Tư, Văn phòng thông tin của chính quyền huyện Cam Tư, tỉnh Tứ Xuyên thông báo rằng một trận lở đất đã xảy ra ở Mai Long Câu, thị trấn Bản Phẩm Môn, huyện Đan Bá, Tứ Xuyên đã chặn sông Tiểu Kim Xuyên và tạo thành một hồ chắn khoảng 1 triệu mét khối, gây ra con đường đoạn G350 Lan Thủy Loan bị gián đoạn và sạt lở đất ở làng An Tưởng Câu, Lan Thủy Loan, làm ngập các ngôi làng dọc đường và nhà máy điện Mai Long Câu với công suất lắp đặt 2.000 kW đã bị cuốn trôi. Wang Hua, một người dân làng ở Mai Long Câu cho biết vụ lở đất xảy ra lúc 3 giờ hoặc 4 giờ đêm. Anh đã bị những người dân làng đang ngủ đánh thức và nói rằng có sạt lở đất và anh ta đã rời đi kịp thời, sau đó dân làng nhắc nhở anh. Hồ chắn sóng do sạt lở đất gây ra đã làm ngập ngôi làng. Tính đến 12 giờ trưa thứ Tư, hồ chắn Mai Long Câu về cơ bản ổn định nhưng đập bị vỡ và tràn xuống tạo thành dòng sông chảy xiết về phía hạ lưu và dòng sông gần làng An Tưởng Câu ở hạ lưu đã cuốn trôi, nhà cửa và đường xá trong làng bị hư hỏng hoàn toàn. Video trên mạng cho thấy lũ lớn từ thượng nguồn đổ xuống, nhà sập ngay, ô tô trôi dạt, lở đất bất ngờ phun ra từ đỉnh núi trực tiếp nuốt chửng nhiều bản làng. Hiện tại vẫn rất khó để dự đoán có bao nhiêu dân làng đã chết trong khi ngủ. Ngoài ra, hôm thứ Tư, Cục Quản lý Khẩn cấp thành phố Bá Trung, tỉnh Tứ Xuyên được biết rằng vào khoảng 10 giờ sáng cùng ngày, cây cầu thép là Siantang Bridge mới được xây dựng và chưa hoàn thành ở quận Ly Tan, huyện Bình Xương bị lũ dữ cuốn trôi, thân cầu bị lũ nuốt chửng trong 30 giây. Cục Quản lý Khẩn cấp của thành phố Bá Trung, Tứ Xuyên rằng vào khoảng 10 giờ sáng ngày hôm đó, cây cầu khung thép Siantang Bridge mới được xây và chưa hoàn thành ở Ly Tan, huyện Bình Xương đã bị lũ dữ cuốn trôi, thân cầu bị lũ nuốt chửng trong vòng chưa đầy 30 giây. Rất may không có thương vong về người. Tình hình thiên tai đang được tiếp tục thống kê. Lũ lụt, sạt lở hoành hành, người dân còn đăng đàn nhắc nhở nhau chú ý an toàn. Cư dân mạng, nghệ sĩ vẽ tranh và thư pháp Lee Shin San đăng vào hôm thứ Tư, đập ở hồ Đan Bá ở Tứ Xuyên bị vỡ, nước tràn vào phá hủy những ngôi làng dọc đường, những ngôi làng sắp bị san bằng. Các bạn ở hạ lưu của đập Tam Hiệp chạy nhanh nhất có thể. Cùng ngày, Hoàng Tiểu Côn, một chuyên gia kỹ thuật kết cấu cấp 1 đã đăng ký quốc gia ở Trung Quốc đại lục, được đưa tin trên Internet rằng tôi sẽ chạy xuống Nghi Sương và tôi có một lời cuối cùng.
Thông tin trên Internet cho thấy Hoàng Tiểu Côn là kỹ sư trưởng của công ty trách nhiệm hữu hạn nghiên cứu công nghệ xây dựng Học viện Nghiên cứu Xây dựng Trung Quốc, thành viên của Ủy ban điều phối các quy định bắt buộc của Bộ Nhà ở và Phát triển Đô thị Nông thôn, đồng thời là Tổng Thư ký của Ủy ban Kỹ thuật Tiêu chuẩn hóa Kết cấu Công trình. Thành tích nghiên cứu của ông đã đạt được nhiều giải thưởng. Vì tư cách nghề nghiệp, lời nói của anh ta ngay lập tức thu hút sự chú ý của nhiều cư dân mạng, Internet lần lượt đăng tải và kêu gọi. Các bạn ở hạ lưu đập Tam Hiệp hãy chạy càng sớm càng tốt. Một số người cũng để lại lời nhắn trực tuyến có nội dung: thượng nguồn của đập Tam Hiệp, Tứ Xuyên và Trùng Khánh bị ngập lụt, các hồ chứa nhỏ bị sập và đập Tam Hiệp đang gặp nguy hiểm. Tuy nhiên, hiện tại vẫn chưa thể xác nhận liệu Hoàng Tiểu Côn có phải là người đưa tin hay không. Mưa xối xả ở Trung Quốc kể từ tháng này đã gây ra thảm họa ở 24 tỉnh. Quan chức Đảng Cộng sản Trung Quốc cảnh báo năm nay có thể hứng chịu trận lũ lớn nhất trong lịch sử, đặc biệt là lượng mưa ở thượng nguồn đập Tam Hiệp gây thách thức nghiêm trọng đến con đập. Ông Vương, chủ tịch một công ty nước ngoài ở Trung Quốc đại lục, quê ở Hồ Bắc, trong nhiều năm qua ông đã rất chú ý đến sinh kế của người dân ở Trung Quốc đại lục và sự phát triển của đập Tam Hiệp và đã làm được rất nhiều việc nghiên cứu về các vấn đề của đập Tam Hiệp. Vừa qua, ông nói với The Epoch Times rằng sau khi đập Tam Hiệp hoàn thành, thời tiết những năm nay rất bất thường. 4 tháng đầu năm nay không có mưa, nhưng bây giờ đang vào mùa lũ, mưa lớn và lũ lụt tiếp tục. Ông lo lắng nói, trong khu vực có đường kính 1.000 km với tâm điểm là Tam Hiệp, nó liên quan đến tỉnh Tứ Xuyên, Hồ Nam, Hồ Bắc và Phúc Kiến của Trung Quốc, bao gồm một phần của Thiểm Tây và Hà Nam, và sẽ ảnh hưởng đến khoảng 250 triệu người ở Trung Quốc. Đập Tam Hiệp sợ nhất là mưa ở thượng nguồn và hạ lưu. Giờ đến nơi rồi, Vũ Hán đã đưa ra cảnh báo đỏ về mưa lớn, vành đai mưa sẽ duy trì ở trung và hạ lưu sông Dương Tử vào giữa tháng này và đỉnh điểm mưa lớn ở Vũ Hán sắp đến. Chỉ riêng lượng mưa ở vùng hạ lưu của Tam Hiệp đã khủng khiếp và lượng mưa ở vùng thượng lưu còn lớn hơn ở vùng hạ lưu. Điều đáng sợ nhất là mưa ở thượng nguồn và hạ lưu cùng nhau xả lũ của đập Tam Hiệp và lũ hạ lưu sẽ chồng chất lên nhau, tạo thành lũ toàn lưu vực, Tam Hiệp sẽ bị thử thách. Nhà bình luận tài chính Kenji Koai đã tung ra một đoạn video nói rằng trong mùa lũ hàng năm, anh ấy chú ý nhất đến đập Tam Hiệp. Hiệp hội các đập lớn nhất thế giới đã nhiều lần liệt kê đập Tam Hiệp là con đập nguy hiểm nhất thế giới và không phải không có lý do. Anh ấy nói đập Tam Hiệp sợ nhất là mưa thượng nguồn và hạ lưu cùng lúc và bây giờ chúng đang đến. Việc xả lũ của đập Tam Hiệp và lũ hạ lưu được chồng lên nhau tạo thành một trận lụt trên toàn lưu vực. Tam Hiệp cần phải được kiểm tra. Người dẫn chương trình kênh YouTube Financial Co-I, một nhà kinh tế học độc lập tự xưng là Len Wan và còn có nghệ danh là Len San, ông cũng cảnh báo rằng một khi đập Tam Hiệp bị vỡ, một nửa Trung Quốc sẽ bị tàn phá. Đảng Cộng sản Trung Quốc và những đại gia đình đó cũng sẽ bị tiêu diệt. Thật trùng hợp, trước đó Hoàng Tiểu Lộ, con gái của Hoàng Vạn Lý, một chuyên gia bảo vệ nguồn nước nổi tiếng của Trung Quốc, đã nói trong một cuộc phỏng vấn với truyền thông nước ngoài, chúng ta nên cho những người dân sống trong khu vực hồ đập và hạ lưu biết rằng nguy cơ đập Tam Hiệp luôn tồn tại từ ngày bắt đầu xây dựng, có thể xảy ra bất cứ lúc nào, có thể có 600 triệu người bị ảnh hưởng. Kính thưa quý vị khán giả, nếu như có những đóng góp cho chương trình, xin quý vị hãy để lại comment ở bên dưới hoặc là viết thư cho chúng tôi. Một lần nữa thì Phương Thúy xin thay mặt cho ekip làm chương trình. Cảm ơn quý vị đã theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.